Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm một cái bình hoa nhỏ để trên bàn làm việc hoặc là bàn ăn hoặc bất cứ đâu mà các bạn muốn dùng để trang trí nha. Thực ra là mình chưa có mẫu làm sẵn cho nên là mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn nha. Thì để chuẩn bị làm một cái bình hoa hay là cái chậu hoa nhỏ để trên bàn ấy thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau nha. Đầu tiên đó chính là quan trọng là cái giỏ cắm hoa như thế này. Các bạn cắm sẵn cái xốp, cái bọt cắm vào như thế này nha. Mình ở nhà mình hết giỏ rồi nên là mình đã lấy cái giỏ cũ của mình ra và để hướng dẫn lại các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể tìm mua các bình bằng gốm như thế này, khá là rẻ. Bình như thế nào các bạn chọn là tùy nhá. Các bạn thấy bình nào đẹp thì các bạn mua về. Mình dùng cái giỏ bằng chắc ở đây là bằng nhựa ấy. Tiếp theo đó là hoa hồng xoắn giấy. Các bạn làm khoảng 15 bông hoặc là số lượng bông tùy vào cái kích thước chậu hoa mà các bạn mong muốn. Kích thước của bông hoa này mình làm là 80 nhân với 8 cm, chiều dài là 80 và chiều rộng là 8 cm nha. Kích thước của một bông hoa thì bằng một gang tay như thế này. Tiếp theo đó là cái hoa sao vàng. Hoa sao vàng hoặc là hoa sao tím hoặc là hoa nhựa đều được nha. Mình thấy cái hoa sao vàng thì nó đẹp hơn cái hoa sao tím bởi vì là cái nụ của bông hoa sao vàng thì nó nở to hơn. Đây là cành tươi đấy, cũng không phải là cành cây khô đâu, nhưng mà cái hoa này thì các bạn để tươi nó cũng tự khô và nó sẽ không bị rụng ra như những các loại hoa khác nhé, đặc biệt là như vậy. Ở Hà Nội thì khá là phổ biến, còn ở các tỉnh khác thì mình cũng không rõ. Như mình ở quê thì mình tìm cũng khá là vất vả. Ở Hà Nội thì hầu như là các cô bán hoa ở ngoài đường đều có nhá, giá cũng khá là rẻ. Nữa là chúng ta dùng đến kéo. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chi tiết nhá. Thì trước tiên là mình cũng không biết cắm hoa đâu nên là chỉ cắm theo cái thẩm mỹ cá nhân thôi. Bạn nào biết cắm hoa thì góp ý chứ. Mình cũng không nhận là mình cắm hoa giỏi. Thì khá nhiều bạn không biết cách cắm hoa cho nên là mình biết như thế nào thì mình hướng dẫn các bạn vì các bạn yêu cầu cũng khá là nhiều. Thì trước tiên thì chúng ta dùng những cái cành hoa sao như thế này. Thực ra là các bạn có thể dùng lá hoa hồng giả thay thế được nhá, nhưng mà mình không chưa mua được lá hoa hồng giả, với cả là mình cũng lười làm bằng giấy nhún cho nên là mình sẽ dùng cái hoa sao này để cắm kèm và để nó đỡ bị lộ. Còn bạn nào mà dùng lá hoa hồng giả thì cắm hoa sao là chúng ta chỉ cần cắm điểm một vài bông thì cũng là đẹp rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái hoa sao này cắt nhọn cái phần cuống hoa đi như thế này. Đó, thì chúng ta cắm vào nó sẽ dễ hơn nhé. Các bạn cắm xung quanh cái vòng tròn của cái hoa sao này, cả của cái chậu hoa này để chúng ta che đi cái phần ở dưới nhá. Cái này dài quá. Để lát nữa chúng ta cắm cái cành cây hoa vào thì nó sẽ không bị lộ. Chúng ta nên cắt nhọn đi thì lúc cắm vào nó sẽ dễ hơn nha. Còn bạn nào mà đủ sức mạnh thì có thể cắm vào đấy và đủ khéo léo để cắm thì không cần cắt, đỡ mất thời gian. Bởi vì cái cành của mình nó chưa khô hẳn cho nên là nó khá là mềm và khó cắm, cho nên là mình đã phải cắt nhọn nó đi.
bạn nào mà không tìm mua được hoa tươi như thế này thì các bạn có thể mua hoa khô họ bán sẵn nhá. Mình thấy theo mình thấy thì tự mua hoa về để nó cũng tự khô mà giá lại rẻ hơn rất là nhiều. Cây này học sau khi mà chúng ta cắm xong cái hoa sao vàng này vào xung quanh cái phần chậu hoa như thế này thì chúng ta sẽ được cái hình dạng của cái chậu hoa như sau nhé, như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắm 10 bông hoa ở xung quanh như thế này, thì các bạn cắm màu sắc xen kẽ nhau cho nó đẹp nhé. Các bạn cắm cho nó chếch ra ngoài như thế này, cách khoảng tầm khoảng 1 đến 1,5 cái đốt tay như thế này nhá. Hoặc là tùy các bạn mà muốn cắm cho nó rộng hơn thì các bạn sẽ rút cao cái phần kẽ này ra và chúng ta hơi bẻ cong một chút thì chúng ta sẽ được cái phần nó rộng hơn nhá. Cứ cắm xen kẽ các bông hoa như vậy chúng ta sẽ được tùy chả biết hoa to quá không biết là cái vòng tròn này nó có cắm đủ 10 bông không. Mình sẽ bẻ cong một chút để cho cái phần diện tích nó rộng ra bởi vì mình có khá là nhiều hoa. Cắm thêm cắm theo hình vòng tròn nhé. Chắc là chỉ đủ 2, 4, 6, 9 bông thôi vì mình cắm nó diện tích nó hơi nhỏ. 9 bông cũng được nhá. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là cái phần dưới này đã được che đi bởi cái phần hoa sao như thế này. Thì nó sẽ không, cái phần cành mà mình không dùng lá nó sẽ đỡ bị lộ nhá. Các bạn dùng tay đẩy các cái bông hoa sao này nó ra. Như vậy chúng ta đã được một cái vòng tròn đầu tiên như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắm khoảng 5 bông vào bên trong nha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cắm một cái bông ở giữa như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ cắm hoa sao khô xung quanh. Các bạn dùng các cành sao khô và cũng cắt nhọn nó đi nha. Khoảng 3 cành hoa hoặc là nhiều hơn. Các bạn có thể cắm nhiều hơn để cho cái phần bình hoa của nó đẹp hơn. Và nó nếu như các bạn có nhiều hoa để lát nữa mình sẽ chỉnh sau vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái những bông hoa còn lại và cắm vào đây nhá. Các bạn chú ý là cắm làm sao cho các bông hoa màu sắc nó so le nhau và nó không bị trùng màu thì nó sẽ đẹp hơn nhá.
ở đây thì giờ chúng ta sẽ chỉnh lại sao cho các bông hoa nó, cánh hoa nó đều. Rồi giờ chúng ta sẽ dùng thêm các cành hoa sao khô và cắm kèm vào như thế này. Thì các bạn nếu mà muốn hoa trông nó nhiều hoa sao thì các bạn cắm thêm. Còn không thì các bạn để như mình là cũng khá là ok rồi. Mình thì ở đây còn nhiều hoa nên là mình sẽ cắm hết vào. Trông có vẻ hơi diêm dúa thì phải. Các bạn có thể dùng xốp để cắm được, nhưng mà nếu như các bạn dùng những hoa sao khô như thế này thì dùng xốp khá là khó cắm. Dùng cái bọt mà cắm hoa tươi như thế này thì nó dễ cắm hơn nha. Có vẻ như là cắm nhiều hoa sao quá nó bị xấu đi sao ấy. Thì chắc là mình sẽ bỏ hết các em sao này ra vậy. Có vẻ như là bỏ hoa sao bên ngoài ra thì đẹp hơn đúng không? Mình đã hướng dẫn xong các bạn cắm một cái bình hoa giấy đơn giản như thế này. Nhìn ở dưới thì cũng không bị lộ lắm, bởi vì mình không dùng lá hoa hồng giả cho nên là mình đã dùng hoa sao khô để che đi. Như vậy là cách cắm một cái bình hoa như vậy cũng không quá khó, cho nên là các bạn nếu muốn làm được đã làm được hoa hồng xoắn giấy thì mình nghĩ là chúng ta nên sẽ ứng dụng nó như thế này thì nó sẽ hữu ích hơn nha. Tương tự với những cách làm của hoa khác thì mình cũng không có thời gian để mà hướng dẫn các bạn tất cả các cách cắm từng loại hoa một, cho nên là mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cách cắm nào mà mình thấy nó phổ biến và nó dễ nhất thì mình hướng dẫn các bạn nha. Với cái hoa xuyến chi này thì các bạn cũng làm tương tự như là các cành nhỏ một mà các bạn làm từ 3 đến 5 bông như trong clip dạy hoa mình đã làm rồi đấy, thì các bạn cắm xen kẽ vào và cắm xen kẽ cùng hoa sao khô như thế này thôi, cũng không khó khăn lắm đâu. Đây mình cũng cắm sằng ấy chứ cũng chẳng có một quy tắc nào cả. Như vậy là đã hướng dẫn xong các bạn làm hoa cắm một bình hoa đơn giản, thì chúc các bạn thành công. Dạo này mình cũng khá là bận nên là không thể ra clip thường xuyên được. Những yêu cầu của các bạn thì mình cũng đã lưu lại rồi, cho nên là hy vọng là các bạn vẫn tiếp tục gợi ý cho mình những mẫu hoa mới, hoặc là những cái gì mà các bạn thắc mắc ấy thì các bạn có thể hỏi trực tiếp mình, hoặc là để lại bình luận ở bên dưới cái clip của mình thì mình sẽ trả lời các bạn nha. Mình khá là bận cho nên là
các bạn cũng đừng giục mình, bởi vì giục thì mình cũng không thể làm nhanh hơn được. Cho nên là hy vọng các bạn thông cảm. Thì lúc nào mà có clip thì kênh của mình nó sẽ tự động báo nha. Xin chúc các bạn thành công với cái bình hoa này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.